mọi người, lại là mình đây. Là núp đây thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini world. Ok thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái mini game khá là quen thuộc các bạn ơi. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đó là cái cuộc hành trình xây dựng cái căn cứ cây trồng chống loại quái vật các bạn nha. Đấy, nói chung là ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở một cái hồ các bạn ơi, một cái gọi là hồ bơi. Đấy, để mình gọi là đây tự nhà mở này ra. Mở này ra rào chắn ra. Ủa ôi, mấy con này đông thế, xong vừa vào level 1 thôi. Từ. Mưa vào level 1 chúng nó đông như quân Nguyên Mông rồi này. Tự nhà mình sẽ đặt mấy cái cây gọi là súng bắn ở đây đã. Ok, mở nhanh các bạn ơi. Mở nhanh. Úi giời, chưa gì đã được. Giờ đây, chưa gì đã được gọi là đây này. Ngô các bạn ơi, nói chung là cái này là gọi là cây trồng ngô các bạn. Đấy, nó sẽ bắn ra mấy cái trái bắp ấy. Rồi, đây, mình sẽ gọi để cho nó bắn các bạn này. Úi giời, có cái dưa hấu luôn này. Úi giời ơi. Đấy, dưa hấu luôn. Đấy, để đây các bạn ơi. Đây, tự nhiên còn cái gọi là hoa bông hoa hướng dương này chúng ta chờ nó sản xuất ra tiền. Đây, úi giời ơi. Quả dưa hấu ném, úi giời ơi. Ném con nào đi vào đây luôn bạn. Úi giời ơi, ném nó. Ôi ghê ấy. Úi giời ơi, dưa hấu xịn nhất sao ấy. Thì ok, mình sẽ gọi là xử lý mấy con này đã, sau đó mình sẽ kiếm. Ôi dưa hấu xịn thế nhở, bắn qua nổ qua đấy luôn bạn. Bảo cái quả ra quả dưa hấu là cũng ghê đấy các bạn ạ, không phải dạng vừa đâu. Đây, chúng ta xem nào. Ở đây dưa hấu là chúng ta không nâng cấp được đâu các bạn ơi. Dưa hấu là bắt buộc phải mở. À từ từ nha, mình sẽ ăn quà siêu tốc qua đây. Ủa ôi, có cải bắp này. Ok, cải bắp luôn. Để cải bắp ở bên đây, ở đây đi các bạn. Cải bắp để bắn ra. Cải bắp bắn hay đấm đây. Chắc là bắn các bạn ơi. Ok. Ok, cải bắp. Ui, có cả xương rồng các bạn. Đấy, bình thường là chúng ta gọi là xây căn cứ là nó chỉ có một đường thôi. Hôm nay có hẳn ba đường các bạn. Ở bể bơi cơ mà, hồ bơi đấy. Rồi ôi. Thế nào bây giờ chúng ta sẽ nào. Ôi, cái này là tiệm mà. Tiệm hình như là tiệm chỉ có bán bằng xu các bạn ơi, chứ không bán bằng ấy. Ôi trời, bằng tiền bình thường. Đây, ôi chúng ta có thể nâng cấp lên súng à. Nhưng mà thôi, mình có dùng các thứ đâu ở nhà. Bây giờ ở đây có dưa hấu đá. Ôi, dưa hấu bình thường. Nói chung là chúng ta phải mở các bạn ơi. Mấy con này đông thế. Tới nhà mình hỗ trợ các bạn này. Mình không hỗ trợ là mấy cái con gọi là cây trồng của mình nó ngọn đấy. Đúng rồi, tấn công đi. Sao bên này yếu thế nhỉ? Bên này yếu xóa ma đây. Tấn công đi. Thì ra bây giờ mình phải có cái dưa hấu kia thì mình mới nâng cấp được dưa hấu gọi là băng giá bạn ơi. Đó sao nào. Úi giời ơi, thêm một cái gọi là hai bông hoa hướng dương hướng về hướng mặt trời rồi. Ok, chúng ta có thể nâng cấp lên hoa hướng dương level 2 đấy. Đấy, nó sẽ giúp mình gọi là sản xuất tiền nhanh hơn bạn. Đấy, bạn thấy không? Úi giời ơi, hai bông luôn, song sinh luôn bạn. Ui, quá xịn. Nào, có gọi là ba bông được không ta? Chắc là không bạn. Rồi, ok, chúng ta sẽ đặt qua bên này một cái ở đây. Bên kia là có dưa hấu rồi, nó bảo kê rồi bạn. Ui, nhưng bên này chết một con sao ta? Chắc chưa. Này, điều diệt đây anh em. Úi giời ơi, tầm này mấy con này tôi phải hỗ trợ rồi. Úi hồi, thì ra là mấy con bình thường không sao nha. Mấy cái con đội cái mũ gọi là ôi ôi, này là hơi bị khỏe, hơi bị trâu bò đấy bạn. Úi giời, bên này thì mấy con dưa hấu nó bắn mỗi con đi luôn bạn ơi. Đúng ghê thật. Chúng ta mở cái phần nữa đi. Úi giời ơi, ok, đặt thêm đây bạn ơi. Ui, bên này là quá trời là cây luôn bạn ơi. Bên kia thì ít nhưng mà vẫn phòng thủ thành công. Đấy. Ui, các bạn ơi, một mình dưa hấu làm hết luôn. À, một mình dưa hấu cũng như là hai cây bắp các bạn. Hai cây ngô. Súng bắn ngô. Ok. Chính xác là cái túi may mắn này nó rơi ra random bạn ơi. Ui giời ơi, mặt trời. Ui, cái này nhặt. Ui giời, lên được năm mấy luôn bạn ơi. Xịn luôn đi chứ, xịn luôn. Chết giỡn rồi. Mấy con này nó không bắn hai con này à, nó cứ để nó đứng yên ở một chỗ này. Bắn đi. Ok bạn này. Đấy. Ui giời lại. Ơ con này sao đứng đơ đây nhỉ? À con này nó sắp ngỏ màu bạn ơi. Đây thử nha, mình sẽ mở cái này đi. Ui giời, ok. Hay là mình mua một cái gì đây? À, pháo ngô à, thử xem mua cái này được không ta? Mua bằng xu gọi là được không ta? À, mua bằng xu đi. Xem nào, mở nào. Ui, được luôn ba quả pháo ngô luôn à. Ui xin hết. Tự nhiên pháo ngô nâng cấp được lên level 2 không? Không các bạn ạ. Pháo ngô chỉ có level 1 thôi. Được phết nhỉ, pháo ngô luôn. Pháo ngô xem. Pháo à, nghe đồn là pháo sẽ bắn nổ à. Đâu sao. Ui. Ui giời, đấy nó phải như thế chứ. Ui được đấy. Tôi đặt thêm quả pháo đây nữa bạn ơi. Tấn công đi. Ui giời ơi. Thêm quả đây nữa đây. Ui giời ơi, súng pháo bạn thấy không? Pháo ngô đấy. Ui giời ơi, chết rỡ rồi, sao lại bắn này, bắn trúng con pháo ngô thế nào nhỉ? Ở nhà mua thêm mấy cái gà quay siêu tốc ăn vào cho nó đã đời bạn ơi. Mình có nên mua cái vũ khí để hỗ trợ ông ta. Đây là cận chiến bạn. Vũ khí cận chiến này. Tính ra cái vũ khí này sát thương bao nhiêu đây? Nó không có ghi sát thương bạn, chỉ có kiếm cận chiến này thôi. Ui. Kiếm cận chiến này tàn phế quá. Ui giời ơi, tự nhiên trong này có vũ khí không? Ui có này. Bạo lực độc lửa. Ui, thanh kiếm thiên thần.
rồi, súng mạ vàng. Ui dồi, súng vàng luôn bạn ơi. Thôi, anh thấy là bá đạo quá nhỉ. Rồi, chúng ta có ở đây rồi. Rồi, cái căn cứ mình bây giờ nó lại ok la lắm luôn đấy chứ. Căn cứ có tiền mà nó khác. Ôi đây. Ôi, căn cứ có tiền vào nó khác hẳn luôn bạn. Chỉ cần ba cái súng pháo ngô thôi nó khác biệt ngay. Rồi, ôi. Một stack gọi là hơn một stack tiền luôn, không dùng đến luôn bạn. Đây đây. Để mình gọi là nâng cấp. Ủa, về chúng ta có thể lên được cây sừng rồng này. Ồ, nâng cấp mắc cây sừng rồng lên. Chưa có rồi bạn ơi. Đậu Hà Lan. Ôi trời ơi. Còn đậu băng nữa bạn này, mới cái đi chậm mà chưa cần. Ủa, mấy con kia. Ok, từ nha, mình sẽ đặt cây sừng rồng ở đây bạn ơi. Cây sừng rồng là phải ở đây. Bán đây. Ôi, đặt cây sừng rồng đây luôn. Ủa, con súng bay này có cả cắn bóng bay vào mông luôn hả? Ủa, mày bên bay đi đâu? Định bay đi đâu hả? Hai con giờ này. Trời khỏe thế. Rồi bắn nãy giờ không suy nhê luôn bạn ơi, không suy nhê luôn. À đây rồi, suy nhê rồi. Úi giời ơi, bên này thì bên này cũng có con nào bước chân ra khỏi được cái này. Bên này thì bây giờ vẫn thấy hơi yếu này. Đang có dưa hấu thì cũng xịn đấy các bạn ơi. Tự nhiên để tôi mở xem mấy cái này. Úi giời ơi, toàn súng này đó bạn ơi. Xếp xung quanh đi luôn bạn ơi, chứ một nào vào đây. Nè, mình có nên mua thêm cái gọi là đây. Khẩu này khẩu gọi là Gatling gun, gọi là phiên bản hoa quả cây trồng đây. Xoài ôi đấy. Súng máy ấy. Úi giời ôi sao nào. Úi giời ôi. Nhìn vẻ chất lượng uy tín này các bạn. Uy tín nha, mua thêm cái mua dưa hấu đá này. Ừ đúng rồi. Dưa hấu đá bạn ơi. 10 dưa hấu đá luôn. Nhiều thế. À cái gì đây. Ui đồng đấy. Xả lại đi. Ủa, súng này hơi giật. Nhưng mà súng này vẫn cùi các bạn ơi, chỉ được cái là đạn nhiều thôi chứ còn lại là à không, còn lại là cũng mạnh đấy. Nói chung là cũng được. Chung cũng được các bạn ạ. Cũng được. Không sao cả. Mình sẽ tấn công được hết. Ủa, ngăn con ngay. Rồi, ôi đúng rồi. Choạng nó. Tấn công nó, bắn nó. Ui, mấy con này nằm hết xuống 2. Ủa mày quá, mình tưởng mình bắn cả mấy cái cây của mình nó cũng có vấn đề cơ bạn ơi, may là nó không gây rát xương. Ui đây, đống hoa cả có cây cỏ hoa lá quên mất rồi. Ôi đây. Giờ mình sẽ nâng cấp được 4 cái gọi là dưa hấu băng giá nha. Đâu xem nào. Mình sẽ để luôn ở góc này bạn, để luôn ở góc này đi. 2 cây ở đây này, 2 cây ở đây. Ui giời nó lại nẹp luôn đấy chứ. Ui giời ôi, ok. Mở ra. Đấy, ui bắn một phát đóng băng cả đám luôn bạn. Ui giời ôi, nó lại là nẹp mượt luôn. Ui tí luôn, mấy con này nó bị đóng băng rồi. Ui zoom ngay bạn ơi. Ui đường hàng giữa của mình có vẻ là hơi yếu nhỉ. Nha, đường hàng giữa mình đang hơi chật vật đấy. Hơi chật vật các bạn ơi. Để mình gọi là nâng cấp thêm. Ui giời, không sao cả. Làm thêm một quả này nữa. Ủa, mấy con gà các thứ này chắc là ấy rồi bạn ơi. Thôi, tôi sẽ để gọi là biến đội dưa hấu. Ui cả cái dưa hấu bắn đau thật. Tôi sẽ để biến đội của dưa hấu của mình đứng ở gọi là giữa cánh cổng ấy luôn mà lại táng vào mặt chúng nó luôn. Úi giời ơi, quá đỉnh các bạn ơi. Rồi, cửa nhà để mình mua. À đâu, từ từ đã xử lý bọn này đã. Hết rồi, sạch luôn các bạn, sạch luôn. Ôi ôi, nhà mua thử gọi là mấy cái khẩu súng vàng này. Thanh kiếm thiên thần. Úi giời, ỷ thiên thần cái gì này. Ok đây. Tính ra là bây giờ chúng ta gọi là không còn gì để mua trong này rồi đấy. Pháo ngô bông tuyết đậu đôi tóc đậu là cái gì. Hết rồi. Xem nào, hai kiếm. Ui, mưa kiếm à, ghê đây. Ủa, còn quả súng này, súng gì đây. Súng mạ vàng nhìn hay vậy. Ui, bán cái mũi tên ánh sáng các bạn ơi. Ui, giời, mạnh thế. Rồi nào, nhìn này, mưa kiếm à. Ui, mạnh dã man luôn bạn ơi. Trời ơi, mấy con này bây giờ nó yếu nhất mồng tơi rồi bạn ơi. Yếu gọi là không còn gì để bàn rồi. Okay. Cái tốc độ cái súng này nó quá xịn các bạn biết thế. Vừa nãy tôi mua cái súng này vừa nhiều đạn nè, cái này 300 viên đạn đúng không, mà nó còn nhiều hơn cả cái súng này mà bắn nó không giật các bạn thấy không, bắn nó không giật. À, mũi tên ánh sáng thì các bạn biết rồi đấy. Rồi mình sẽ gọi là chiến đấu qua nốt một ải cuối đây. À, những cái game này tôi tưởng từ đầu khó lắm cơ, thực ra cũng khó thật, nhưng mà khó là ui có mấy con ấy rồi này, mấy con gọi là có súng và ống rồi này. Ui giời ơi, tủi gì bạn ơi, mưa kiếm. Quá ghê bạn ơi. Uầy, mấy vận động viên gọi là bóng chày, bóng khúc, côn cầu cũng đến đây hả? Thôi, làm thêm một trận nữa đi. Làm thêm gọi là một tơn nữa đi các bạn ơi. Tôi này nhanh thật.
nhanh nhanh thật đấy chứ. Thì ra hết rồi đấy, bây giờ mình chả còn cái gọi là cây trồng gì để mình có thể để nâng cấp được rồi. Đấy, không còn gì để lưu luyến rồi. Đâu xem là trong này đây đấy, cây kia các thứ là pháo hoa pháo bông hết rồi đấy, xanh 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 rồi các bạn đây, chả còn gì nữa. Ok đấy. Ủa đông hơn rồi các bạn thấy không, đông hơn rồi ngay, tôi biết mà. Nhờn bắn đi. Súng này rất mạnh các bạn ơi, súng này bắn tầm đâu đó khoảng 2 cái rồi. 2 cái là đi với con này các bạn ơi. Ngoài mà lại mũi tên ánh sáng, đâm ra mình bắn có hụt đi chăng nữa nó vẫn phản lại các bạn. Trời đất ơi, mấy con này đi hết luôn. Trời, nó đi hết sành xanh luôn các bạn ơi. Ui, đấy các bạn thấy bắn nó phát đến nảy, cứ nảy qua, nảy lại, nảy qua, lấy lại các bạn thấy xịn không? Rồi, ok thì có lẽ rằng là cái mini game cái gọi là cuộc chiến mấy cái con quái vật ngày hôm nay là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay là mình cũng không nghĩ là nó dễ này đâu, chắc là do mình gọi là sở hữu cái sức mạnh của su gọi là mini gua bạn nha. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.